thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Hồi suốt. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi rồi đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xong bỏ ngách cái gì ông nội. Hai đứa đó trong tắm. Cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Mà buổi sáng á không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả, con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê, ê cô gì cô? Chào bạn. Chị đi đâu đây? Như cô quen rồi, chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ, giờ vô thấy an tâm thì giờ con kêu vợ. Rồi ok, vô nha. Con rần rần vậy. Ui vô nhỏ ơi. Được. Trời ơi ai cô chào cô, chào cô mình ơi. Chào. Ôi, không có chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời che mặt là nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè? Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó. Đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ quan, quan nhìn thèm vợ quan say đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Thèm cái gì á chứ à, chưa bao giờ làm vậy hết cô thiệt. Thôi nắm tay coi. Nắm tay đó, nắm nắm tay thì có nắm không? Tay thì được chứ. Dạ. Mà kêu nhìn thèm khác thì ghê. Dạ lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ xin chào cô Dân, chị Dân. Dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận, Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Đúng. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mẹo. Đúng không? Nó có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè. Anh Bin. Không, thật sự đó, đó giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái cô nữa kìa. Khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch Thông Điệp Xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai Lâm Tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy cô. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu, cạo đầu đúng không? Cạo đầu, chọc. Xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Ngay thôi thôi kể đi, thôi kể đi Trâm. Là anh Dày, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên. Thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á, mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cho trôi lúc cất kiểu cái câu hay nói á. Phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian, cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó.
là tình cờ lúc đó em mới nhớ là à thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi à, là không ưa rồi đã ghét rồi bây giờ vô nhóm diễn chung nữa à rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau mà thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Chùm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới làm này làm kia, thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó bắt đầu em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Thôi xuống. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy a thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Châm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm Nụ Hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác như sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm gái khán giả vô tài quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ, nổi da gà con. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường, không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc đạo Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4-5 suất mà hung thiệt 4-5 lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á hả? Đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó. Em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà. Quan trọng là cái hiệu ứng khán giả. Khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe. Em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mình hỏi được đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi đúng không? Dạ không cũng có chứ. Nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mới một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà con. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ á cô. Tại vì cô mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về. Rồi này lên lầu cái con ra con nói mà cặp kè. Kè với mẹ. À. Cô Thảo. Con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cô đi. Đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo bả yên tâm liền. Đó cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Ê Hoàng với Dâm, tôi hỏi thiệt này nghe. Hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á, đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau? Không có, anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, còn ba anh em thì ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm, này nó rà nhiều đi lắm. Xa, nó... đi xa đó. Quá sớm cái gì? Ý nó là hỏi những cái chuyện riêng á. Ở phòng riêng hả? Trời ơi, dạ cô. Ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm cái lần đầu tiên á. Lần tiên sao? Nó sao? Nó bị đặt ra. Ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được, là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn. Rồi đi du lịch xa. Du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nặng. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên. Trời ơi tự nhiên vô xấu. Bỏ ngạch gì vậy ông nội? Hãy đó trên tấm. Cái đó ông thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Tự dụ nhau. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu?
mà buổi sáng á không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Bây giờ thứ gì làm tệ cái gì là buổi sáng buổi sáng đó mà hay quá không hay nhưng mà nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè đúng không? Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn trước khi cưới. Đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn, không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt. Dạ. Rồi cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc. Lại. Dính lại. Ê Hoàng Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn chứ. Không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về nó nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi, con hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi, đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện vậy nào cô. Diễn xong về, ghé vô ăn. Không mà kêu một cái lẩu. Bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cái cầu của cô. Người ta nói xong cái xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua xong lòng hứng hở về tới nơi mặt chầu ụ, con biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu nói thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá, nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, sao không hiểu tại vì ổng không hiểu ý em mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đống heo quay về dằn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô cái đó là con thật sự em muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra mấy là, nhau là luôn trước đó. Đó có nhiều chuyện rồi à, chàng ly á con rồi xong rồi. Tại sao ông này không không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ, có bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm, cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm bây giờ cái tật xấu của bạn này á nhiều không Trâm? Nhiều lắm Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng đồ. Rồi đẹp ở... lãng mạn lắm, về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ banh được. Nhà lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. À, cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mỗi lần chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em à, hay chọc đó. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. À, ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì ông ngồi một tiếng giọng vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này là Facebook. Đồ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Đó. Tâm cực kỳ. Có thêm cái tật nữa nè, là thầy hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái gì mà con phải. Thực ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói về cái chuyện đó là con sai đó, nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Rồi. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có thì có là có rồi đúng không? Rồi có hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Có tại vì tôi có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi thì nó là... Đó, cho nó là thôi để lát nữa là mình có đi toilet về mình đi ngang qua cái cửa lụm lên. Tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài. Xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống
muốn là làm cái gì dơ, lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi á. Nhưng có những cái mà đơn tại giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô, tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok, cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô, con nói chuyện ngày ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ tủ lạnh em hả? Tủ lạnh, tủ đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tuy vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ sao. Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu. Không có được. Dọn qua đi. Ok, rồi xong. Dọn năm cục qua. Xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ. Thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi, ừ. Thôi sẵn vậy con kể luôn đi. Còn có cái tật gì xấu nữa, vậy còn cái tật gì nữa, ngoài cái tật đó. Lì gì cô? Lì. Rất lì. Ừ. Có nghĩa là, ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng, mình yêu nhau tới nước này rồi. Hai đứa con rồi, giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im. Tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết ôm. Cắt gồng. Không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, giờ này kỳ quá. Không nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện. Nhắn tin, con không trả lời luôn. Thế là nhắn tin lại. Đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Không có con nhắn lại, cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em vậy chị, mặt dài á, dài ly lợn cỡ nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái cho càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô. Hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây nè cô, dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết. Mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ. Buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có một tấm hình có con đường. Có một con đường xa, cứ có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa, thiệt xa. Mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi, nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn, bớt rồi. Buồn rồi, bớt buồn hết rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta Tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn là đây, ông này là vô nhắn tin nhị mày. Thôi bà Liên vợ bạn không? Ủa gì vậy anh, sao để chuyện đó? Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chửi nữa. Ủa chứ, giống như là em xin lỗi với chết mẹ, mày làm gì vậy trời? Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trên cõi đời này là tôi sai. Số tôi là số sinh ra là không đúng. Tôi mang lại cái xui xẻo cho ông. Cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất. Đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ. Cả nghĩ quá đó. Không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa Trâm, rồi Trâm có muốn Hoàng thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Không, mới gần đây cách đây chừng khoảng gần năm á, đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm lắm. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột?
quán xuyến là trụ cột đúng không? Đó thì con là trụ cột của gia đình, trách nhiệm con gánh nó nặng lắm, trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư, có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn. Bây giờ em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Kêu nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Em ngưỡng mộ cũng khó chịu lắm, cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Em kêu anh ơi, mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn. Mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi, cái em nói thôi anh đi về nha. Anh cái như kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi rồi cho nó khỏe xíu. Em không chịu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. Một hai ba tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Đúng ở trong đầu em nghĩ sao? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện tiếp với một cặp đôi nữa. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Tiên đồng ngọc nữ đó, ngồi xuống kênh nè. Trời, xin một cặp nè. Chào nói. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào em, chào anh Thuận, chào chị Dân. Em là Ngô Tuấn, năm nay em 27 tuổi và nghề nghiệp của em là diễn viên. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Dân. Em tên là Hồ Nhi, năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Ôi, cô bé dược sĩ hả? Nhẹ nhàng. Tôi tưởng em trong showbiz không á, khi nãy cứ nói, ủa sao giống, em quen? Giống ca sĩ bolero á chị. Dạ. Rồi, hai em làm sao mà biết nhau? Rồi làm sao mà gặp nhau? Và ai là người theo đuổi ai trước tiên nè? Nói chung là tụi em quen nhau là ở trên mạng. Hai đứa không có một mối liên kết gì hết. Thì tình cờ thì hôm đó Tuấn có kết bạn chung với lại bạn bên Facebook của em. Thì ảnh mới là đăng một cái tấm hình đi xem phim, nhưng mà ảnh chụp có một mình à. Cái ảnh để một cái caption, nói chung là cũng thú vị lắm, cho nên là em mới like cái tấm hình của ảnh thôi, nhưng mà cũng không để ý. Cái xong rồi qua ngày hôm sau, cái tự nhiên em mới thấy ảnh inbox bên tin nhắn riêng cho em. Khi anh mới bảo là hello em, kết bạn với anh nha. Cái hai đứa cũng kết bạn. Em có coi khái quát rồi thì em cũng biết ảnh là diễn viên. Tại thật sự là khi mà em với Nhi kết bạn với nhau á, là lúc đó em đi buôn hàng. Tại vì em là ngoài cái nghề ra cái diễn viên thì em còn có kinh doanh thêm. Thì chúng ngay cái lúc mà em vừa mở khóa là một cái là bạn này vừa like luôn, Em với tính của em là thật sự khi mà em kết bạn với ai mà em vô, thứ nhất cũng phải xin chút xíu, nói chung là ngoài đồng nghiệp ra thì cũng phải cho nó chuẩn. Dạ, đúng rồi. Mặt Facebook cũng đàng hoàng chút xíu. Em thấy con này cũng đang sơ tết, cũng tâm trạng này kia. Cái em lé là một cái em kêu dễ thương, cũng tâm trạng này kia. Cái em vô em cũng inbox, em kêu là em ơi, các bạn với anh nha. Dạ, cái em kêu đồ dạy trai. Bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Chắc là khoảng từ khi mà anh đi về thì khoảng chỉ một tháng sau. Cái ấn tượng đầu tiên lúc mà gặp nhau thì sao? Nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời và cái hình nền thì sao? Lúc đó thì em đang chạy xe, chắc là em muốn té xe luôn. Sao? Tại vì trên mạng bạn quá cao, bạn quá hoàn hảo đi. Ở ngoài cũng thật sự là đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là anh ơi, em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè. Em chạy qua chạy lại mày không, em không thấy. Ông kêu ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không. Bùng thì cũng mực. Em kêu bây giờ em đứng ở đâu, mặc áo màu gì? Kêu nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi hết. Trời, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẩy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt
nặng cái vấn đề đó. Mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sợ quá, khoái hàng chết. Khoái hàng chết. Giờ đúng rồi, lâu cái em liếc qua cái nhìn để mà bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu, vừa gặp nhau. Dạ không, tại vì gặp nhau xong rồi đi đâu? Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn nhau hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu mắm tôm. Ai gợi ý đi ăn? Dạ, nói vậy. Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó món chị khoái khẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu rồi cái liếc rồi kia. Rồi em cũng nói chắc là cũng thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không, em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Anh rủ em đi ăn nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Cái xong rồi kia, rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm hả? Dạ. Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Dạ. Em ngủ rồi cũng khó chịu lắm. Cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ. Cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi mà là... cái ánh nhìn là ánh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Có thể ăn cách mà nó ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu? Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó, thế giờ ông tự nhận thôi. Tóm nói về mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tin, cũng thăm dò này kia. Dạ. Rồi xong sao? Rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như thế nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống. Mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống hoài luôn. Thậm chí rảnh một cái chạy xuống. Bao nhiêu chuyến xe thì mới chinh phục được người đẹp? Em không biết sao chứ cái anh tài xế Hoa Mai là anh nhớ mặt em luôn á. Hoài luôn á. Dạ, một tuần khi em đi 3-4 lần. Điên năm mới cua được hay là đi dạ mấy không, tháng? Dạ không, có đâu. Dưới như cái ngoại hình của em thì tầm tháng là gục ngã liền đâu. Đó, bây giờ hỏi Nhi nè đó. Ông tỏ tình như thế nào và cái việc mà ông đi tới đi lui như thế nào mà em chấp nhận không? Ở trên đây á, ảnh nói mạnh miệng vậy thôi chứ gặp em á, ảnh nhát lắm. Trời ơi. Nó xong rồi đó em. Cái lần đầu tiên gặp nhau á là ảnh cũng chỉ nói là em ăn đi, em uống đi. Có hai câu thôi. Vậy đó hả? Dạ. Chừng nào mới nắm tay nắm chân đồ? Không nắm tay luôn. Mà có nghĩa là không dám nắm hay sao? Em không biết là ổng thiệt hay ổng diễn với em. Mà em nói cái nhìn cái mặt này cũng gian lắm. Nhưng mà sao mà thấy sao mà nhát quá vậy? Mà mỗi lần đi chung á ổng cách xe 10 mét vậy á. Không, mà đi trước không à. Em thấy gì mà lạnh lùng quá. Rồi cũng thôi. Tối cái ảnh tự nhiên gọi FaceTime cho em. Cái ảnh nói liên ảnh nói cái gì tào lao. Cái xong rồi nói tới 10 giờ đêm. Cái em buồn ngủ quá. Cái em nói là bây giờ anh còn nói gì nữa không, thôi em ngủ nha, mai em phải đi làm sớm. Ổng nói khoan anh có chuyện này muốn nói. Thì em cũng đợi cái anh nói tào lao tiếp. Anh nói tới 1 giờ luôn. Em mở mắt hết lên rồi. Cái em để điện thoại xuống giường luôn. Cái tí em giật mình và em thấy 2 giờ mà vẫn còn nói. Trời ơi, em nói mà Nhi nó không trả lời mà em vẫn nói được luôn. Dạ, thật sự lúc đó là tâm trạng của em lúc em đang bị rối á. Mình muốn đặt thẳng vấn đề nó bây giờ sao, cho quen không hay là sao? Là bằng gái nha, của anh nha. Là trong bụng muốn nói đúng không? Trong bụng muốn nói vậy nhưng mà mình cứ liên thuyên, mình cứ... Nói đâu trời gốc rồi. Đâu thôi mà. Dạ, bao lâu rồi nó mới nắm tay? Dạ, chắc quen nhau cũng được 2 tháng mới nắm tay. Mà dạ. Nắm ở đâu? Giống như cái nắm tay vô tình thôi. Giống như là em đang băng qua đường. Thì đó, ảnh nắm tay anh dắt em qua vậy thôi. Em còn nhớ rất rõ là khi đó là hai đứa đi chung Đà Lạt với nhau. Là ở trong riêng luôn. Đi một nhớ mà riêng luôn. Nhiều khi cũng muốn họ quay qua cũng tàu te một xíu. Cũng hai tháng rồi mà. Vừa muốn là nhùng sợ. Không dám, có không hiểu. Em có không hiểu là tại sao nữa. Có nghĩa là trong cái chuyến đi đó là chỉ có vô tình nắm được cái tay là cuối cùng hả? Dạ. Cái em cũng thấy tẻ nhạt quá. Bé này có duyên quá. Dạ. Cái tẻ nhạt quá là tẻ nhạt. Đúng là tẻ nhạt sao nữa. Để một tức thì mà. Cái xong mà em không biết là ảnh có bị giới tính khác không? Rồi giả bộ quen mình để che lấp. Che lấp mọi thứ. Tại vì ảnh đi chung với bạn bè ảnh nữa mà đi du lịch chung vậy đó. Cái mỗi lần mà em muốn hỏi cái ảnh giả bộ anh móc điện thoại cái anh đi ra ngoài. Ảnh nghe điện thoại. Xong mà cái tí ảnh đi vô. Cái xong mà tí mà mỗi lần em muốn mở miệng cái anh móc điện thoại anh đi ra ngoài. Là không cơ hội mà.
mà em đã bực bội là em không nói luôn, là em im luôn. Là bữa đó là em định hỏi ảnh gì? Em cũng muốn nói chuyện tìm hiểu sâu về ảnh, hay là muốn hiểu ở trong anh nghĩ em như thế nào đúng không? Anh muốn cái gì anh nói đi, anh nói đi đúng không? Tới bao lâu thì anh mới dám làm một cái hành động mà của hai người yêu nhau làm? Dạ chắc cũng phải 4 tháng. 4 tháng là làm gì? Đợt đó là Nhi cũng lên hội thảo ở Sài Gòn luôn. Thì Nhi alo em kêu anh ơi mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn. Mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi. Rồi cho nó khỏe xíu. Em không chịu. Càng nghi ngờ đó. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1, 2, 3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có. Hôn má cũng không có luôn. Cái lúc đó trong đầu em nghĩ sao? Em nói là nếu mà lần này mà không được nữa là em phải nói chuyện rõ ràng. Cái ảnh nói anh đi về. Em cũng quê. Tại vì mình đã chủ động tới mức đó rồi. Vậy mà anh mặc áo khoác đồ vô hết rồi. Anh ơi anh về nha. Cái em không thèm nói, em quay mặt vô trong giường luôn. Kiểu em giận á. Cái sao không biết sao đi ra cái gõ cửa đi vô lại. Cái sao anh cũng lên nằm. Anh nằm anh nghĩ vậy đó. Sao em cũng thèm nói chuyện, em cũng quay mặt vô trong vậy đó. Cái chắc anh thấy xót hay sao. Cái anh đi bắt chuyện khều hả Ngô? Xong rồi bữa đó em có thấy là giới tính rõ ràng không? Em cũng chưa xác định được nữa. Em thấy ảnh cũng bóng bẩy lắm, ảnh cũng trau chuốt bản thân lắm. Với lại mỗi lần mà lúc mà thời gian mà mới quen em á là ảnh ngồi điệu đà lắm. Trước khi em còn men lì hơn ảnh nữa. Với sao mà ảnh còn hay nói là anh hay đắp mặt đầu đỏ, rồi anh phải đi mua đậu đỏ về anh xay anh đắp mặt, mà trong khi đó em chưa bao giờ đắp mặt nạ luôn. Có khi hả đi chơi anh chùm áo khoác rồi bịt mặt kín mít à. Em có khi em không thèm mang áo khoác luôn. Rồi anh chở em trên xe mà anh ưỡng lên vậy nè. Anh ưỡng giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Nhưng mà sau đó thì em có nói chuyện một cách nghiêm túc với Nhi hay không? Dạ có. Thật ra là em á thì cái giai đoạn mà em mới quen Nhi thì lúc đó có thể là em còn trẻ, nhưng mà thật sự là tại vì em cũng ra đời từ sớm, em cũng tự lập từ sớm, cho nên là cái suy nghĩ của em nó cũng phần nào đó nó cũng có một cái sự chững chạc chút xíu. Thì em cũng đã nói với Nhi về chuyện sau này như nào, rồi cũng đặt nặng vấn đề là cũng cưới Nhi. Dạ cưới Nhi này kia, rồi cũng trao đổi với nhau về công việc hai đứa, những cái khó khăn. Dạ bao lâu thì làm đám cưới? Dạ là tính từ thời điểm mà quen biết nhau thì 4 năm, nhưng mà tụi em chỉ mới cưới nhau vào năm ngoái thôi. Sao tới 4 năm mới cưới vậy em? Dạ thì có trục trặc gì không? Dạ có, nói chung là trong quá trình 4 năm đó thì cũng năm bắt đầu năm thứ 3, cuối năm 2 thì cũng đã có một cái sự trục trặc là hai đứa chia tay nhau khoảng chừng 5-6 tháng rồi, cũng gần nửa năm. Lý do? Dạ lý do là kiểu lúc đó công việc của ảnh cũng nhiều, rồi ảnh đi quay rồi ảnh không có quan tâm, nhiều khi thì em cũng tủi thân. Vì lý do nào hai đứa trở lại? Lúc mà em chia tay ảnh á là em buồn lắm. Tại vì em rất là nặng tình, em lụy tình nữa. Cho nên là em không có chấp nhận được. Nhưng mà em không có níu kéo, tại em cũng chảnh lắm. Tao không quay lại thôi. Nhưng mà mình tự dằn vặt bản thân mình vậy đó. Mình tự đau khổ mình vậy đó. Cái xong mà em ở lại cũng không được. Em sợ gặp á. Cái xong nên em đi ra ngoài chị em ở ngoài Nha Trang ở. Xong rồi làm việc ở ngoài đó luôn. Thì em kinh doanh thêm, mở shop quần áo. Thì em cứ vùi đầu vô công việc vậy á để quên. Nhưng mà tối về thì em cũng nhớ à. Cái ngày đó em nhớ là kỷ niệm quen nhau là ngày 9 tháng 3. Sáng đó em có đăng một cái status là chúc mừng ngày kỷ niệm của riêng tôi. Là em chỉ đăng cho tường cá nhân của em thôi. Cái xong rồi cái 2 hôm sau thì em có về lại Vũng Tàu. Ảnh cũng có gọi cho em. Lúc đó chắc ảnh tỉnh rồi. Gọi nhưng mà có xuống không? Dạ có thì xuống là bao nhiêu là? Xuống là quay lại. Dùng đổ mọi cách để mà quay lại. Quay lại rồi bao lâu thì cưới? Quay lại thì chắc cũng mấy tháng. Tại sao? Thật ra là lúc tụi em quay lại với nhau là khoảng chừng 4 tháng sau là có tin vui. Dạ có tin vui. Tâm ra là nó càng thúc đẩy cho tụi em trong cái việc cưới luôn. Dạ, đúng rồi. Số phận rồi. Dạ. Là bây giờ em bé là mấy tuổi rồi? Dạ em bé được 4 tháng. 4 tháng. Wow. 4 tháng. Trời 4 tháng mà phọt phiết đồ ngon lành đó. Ở với nhau một thời gian mới như vậy, chính thức vợ chồng,
Bây giờ là anh hỏi em nha, cô có tật xấu gì không? Nói về tật xấu của Nhi thì cái tật xấu mà làm cho em cảm thấy khó chịu nhất ở Nhi là Nhi không chịu ăn uống. Chẳng hạn như nhiều khi em cố tình dậy sớm kêu Nhi dậy mà Nhi không chịu ăn. Thậm chí như Nhi dậy sớm nhưng mà đi chung với em Nhi cũng không chịu ăn luôn. Là làm biếng ăn nè. Đó, dạ. Cái tật xấu là làm biếng ăn này, còn gì nữa không? Dạ, cái tật xấu thứ hai mà em cực kỳ mà em không thích nữa, đó chính là Nhi, chẳng hạn như ngày hôm đó mà shop quần áo bán hàng không được đó, lẩu đầu về em hỏi gì là hay cầu nhau lắm, việc kinh doanh mà thì bán không được là dạ đúng rồi, thì cái đó là mình đâu thế nào đó. Mà mình giận lên mình khó chịu chồng mình được. Em mà hỏi không trả lời lẩu đầu em cũng cọc tính luôn, em cũng khó chịu, rồi hai đứa cũng nói qua lại với nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ hay shopping đồ quần áo nhưng mà Nhi có một cái tính rất là kỳ là đồ ở nhà rất là nhiều rồi mà Nhi cứ thích đi mua nhưng mà tại vì em thấy nó phí cái vật chất đó, mình có thể làm những việc khác chứ không phải tập trung vào những cái chuyện mà sắm đồ như vậy. Em thích. Cái điều mà em mong mỏi Nhi thay đổi là gì? Em chỉ mong là Nhi hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Ăn uống nhiều vô để tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ, năng động lên chút xíu. Tại vì Nhi thì hơi nhẹ nhàng. Khi mà Nhi về nhà của em á, thậm chí bây giờ cưới nhau rồi cũng khá lâu, cũng hơn năm mấy rồi, nhưng mà khi về nhà em cũng có một sự rụt rè nhút nhát. Thì em cũng mong là Nhi hãy cởi mở cũng như tâm sự chia sẻ với lại bên phía nhà của ba mẹ em nhiều hơn chút xíu, cũng như là những người thành viên trong nhà của em. Rồi hãy nấu ăn cho em nhiều hơn chút xíu. Thật tại cực kỳ em rất là thích Nhi nấu ăn, nhưng mà Nhi không bao giờ tâm trạng lắm. Thích thì nấu, thích thì thôi. Không thích thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhi đó. Mong mỏi gì anh quá. Anh ấy tật xấu gì và em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tật xấu của anh là rất là nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính vô là nói chuyện rất là khó nghe mà cứ liên thuyên. Mà em thì rất là ít nói, em im lặng rồi. Em đi chỗ khác mà vẫn lôi em lại. Cái tính của em là em ngộ lắm. Em phải phân tích cho nó ra khoai, ra ngô, em phải rõ ràng. Chứ đừng có kiểu mà đang nói chuyện bỏ đi là em phải kéo tay lại, phải nói còn được. Nói tới luôn, khi nào ra chuyện rồi thôi. Muốn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Nên là em rất là ghét. Rồi, tật xấu gì nữa? Cái tật xấu là ảnh có cái tính là hay hôn má em lắm. Ảnh hay ngồi cái ảnh hôn bất chợt vậy đó. Ngày nào mà ảnh đi đá banh vậy á, cái người ảnh dơ vậy đó mà ảnh không chịu đi tắm liền, ảnh lên đi xuống cà nhay xong cái ảnh hung em là em bực bội lắm. Em cứ cọc tính lên hoài à, xong nói là đi tắm thì mà cũng cà nhay lâu lắm á. Xong rồi lười tắm rồi lười tắm rồi còn bây giờ có ăn mặc bóng bẩy không? Dạ kỳ lắm anh, đi với em là như là một người ô xin vậy á. Mà ra đường á không có em là giống như ông hoàng. Em không biết lý do tại sao mà em rất là bực bội. Tại vì em, cái tính của em là phải chỉnh chu. Tại vì em đi với ổng lúc nào em cũng xinh đẹp á. Mà ổng đi với em thì nhìn như bần cùng của xã hội vậy. Có khi mang lộn chiếc dép này của em với chiếc kia của em luôn. Mà chiếc dép em nhỏ xíu mà ổng cũng nông vô cho được. Vậy hả? Rồi anh hỏi là trong hai đứa nào ghen? Chúng dạ. em cũng ghen dữ lắm. Ghen sao, ghen cỡ nào? Dạ ghen mà ghen âm thầm á, kiểu giống như là hay kiểm tra điện thoại của em á. Nhưng mà lén lúc cái xong rồi bữa đó em thấy em đang ngủ, cầm điện thoại em đi vô nhà tắm luôn, cái sao em kiếm hoài không ra, cái tí ổng cầm ra, ổng cầm lộn. ổng vô đó cả tiếng đồng hồ á. Chắc coi đó. Coi còn có nhắn tin với ai. Có trai nào nhắn không đúng không? Kiểm tra từng cái một. Vô ăn bum ảnh rồi các thứ. Xong rồi mỗi lần mà em muốn lấy lại đem làm công việc á là bắt đầu cọc lên vậy đó. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính lại. Khi nào mà em dịu dàng xuống lại thì anh nói chuyện với em, chứ lúc đó mà nói là sẽ hai đứa hay căng thẳng lắm. Đúng rồi. Với lại em cũng nói là cái tính của em xưa giờ là nó rất là trầm tính, với lại nó rất là chậm. Tại vì em làm cái gì em cũng phải kỹ lưỡng hết á. Cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là em cũng muốn thay đổi, nhưng mà bản thân của mình cũng hơi khó. Cho nên là em cũng cố gắng nhiều rồi, cho nên là em sẽ làm hết mức có thể thôi. Hai đứa hiện giờ là coi như giống như vợ chồng son rồi, còn gì nữa. Và bây giờ cố gắng làm sao để mà dung hòa được cái tôi của hai người lại. Đó, cái tôi của ai cũng lớn cả. Thì thành ra là bây giờ mình muốn sống chung một gia đình, một quỹ đạo, thì là mỗi người phải tề bớt cái tôi của mình. Đúng đi. Không thể nào mà áp đặt là em phải theo anh hoặc anh phải theo em được. Nên cố gắng để dung hòa cái tính khí của nhau đi. Xin chúc cho hai em nha. Trong cuộc sống để gặp được nhiều thuận lợi nha. Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn hai đứa đã tham gia chương trình. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên khi gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì
Thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì không, ảnh ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cưới em luôn. Cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện đó là vậy là bừa bộn rồi. Bừa bộn đó. Dạ. Đó. Không có làm biến cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay dọn hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xem dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tôi gặp lại cố nhân. Xin chào chị nghệ sĩ nhân dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào các nam trọng, trọng nghĩa. Đó, hết hồn. Dạ công chúa chứ. Công chúa vợ trọng nghĩa. Nó nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau cái gì? Gọi cái lương rồng phượng anh hả? Cái tựa bây giờ lâu Thuận nhắc. Hồi đó là em đạo diễn, Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ không có nhớ ra được. 20 năm hả Nghĩa? Mà hát Tinh Tàu rồi hát Công Đình rồi đó. Ghê đúng. Ừ ghê. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát. Tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Ừ. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm. Mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng. Ừ vậy đó hả? Rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý. Đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa. Tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Yeah. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại 51. Đúng vậy. Trời ơi. Ừ. Đẹp quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi em, đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đi rồi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ đúng trẻ luôn. Đó, bình thường ơi, nó bốn mấy nè. Nè, bây giờ làm mụ không à chứ không thể nào làm đào được. Thôi. Đó tôi làm đào tôi đóng chung với ổng đó. À Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang có phải là do đi xem một vở cải lương và dạ. Có phải là fan? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á, tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm. Anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Thì em gặp anh này đúng không? Dạ là lúc em đi vô thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Ở đó anh. Tôi đảm bảo ông này không phải nghía. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, ảnh có nhắn tin, ảnh có cưa cẩm gì không? Ảnh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó nếu em có rảnh lại chơi. Rồi có hát cái đó không? Dạ có, mà em làm sao? Đúng không? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên coi như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi chứ không có đi xem hát. Tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần. Ôi. Một khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, tại không vì có ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Em không có cho. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ thưa coi, bây giờ em có một người lớn tuổi thương em vậy đó, thì cha mẹ có đồng ý hay không? Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì hỏi đi chùa làm chi vậy thôi, đi chùa cầu duyên. Mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không, nói bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi.
nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lại á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh là... xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện, tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm. À. Ừ. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó. Mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Thì nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy, nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm thôi, giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn, anh chưa biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chú, đi chậm quá lỡ anh ta hốt là sao. Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà lúc phải... mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thông tình hết luôn hoàn cảnh của ông về. Đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Ừ. Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói như vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu. Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm. Đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 năm. Để cổ sợ cổ học cũng được. Nên anh chờ em đi. Chờ. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ nhà bán hàng chơi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy gần 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện tức là chứ còn cho nhiều khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc nữ. Không kiềm chế thì cổ cũng có nói vậy thì mình vẫn tôn trọng lời nói. Trời ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ đúng không? Mặt tội dữ lắm đúng không? Dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Sao chị? Em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Chị mất người quá hả? Mắc ta hỏi quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ông rồi nghiệp quá. Chị nói thiệt đó. Em á nhiều khi chỉ bình thường thôi, nhiều khi ngồi chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khác thôi, ví dụ vậy. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rớt còn ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắt hấp thì đó thì em hỏi coi có không, không có thì mình mừng cho mình mừng cho dạ. Bé mình mừng cho anh Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè, ghen luôn, với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi nấu ăn cho em, rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8-9 giờ 9-10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em bên đó cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó chắc em gọi cũng... FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện mà không bắt máy, biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tới một câu: ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên đang nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại
cái nói ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích như vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi em ơi, riêng chuyện này là anh nói là ghen là đúng. Dạ. Ghen là đúng luôn. Đúng rồi, chị cũng đồng ý với em. Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? À, trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á, có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á là chiếc xe bốn chỗ á thì một người lái là sẽ có ba bốn học sinh ở sau ngồi ở sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi. Em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩa anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á, thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Tỉnh. Đi tỉnh. Dạ, tỉnh. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó. Dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là không biết sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, ví dụ như mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? À, thôi đi, không học nữa đâu. À, học gì đâu mà ông này ông cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nói hả, cái gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức cách trả tiền lại hết này nọ. Không cần thiết. Không, vậy là ghen thì đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh nghĩ anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp xin, để mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi, không có hiểu lầm tại đâu. Không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp, tại vì cái tánh tôi nóng lắm. Thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi. Tôi không thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Trời, ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Nhậu không xỉn á. Ngoài xô xiết đi diễn ra là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo. Cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được đó. Nhưng mà ông xã có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ông không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi thì mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Ừ. Cái em nói ủa anh, em chỉ không cho anh đi nhậu thôi sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi ông còn đi nhậu được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ nghe không phải là rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này nha, nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng rồi. Rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không khỏi tới 4, 3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn. Có làm biến công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giờ. Đó là vậy là bừa bộn rồi. Bộn đó. Dạ. À. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay vợ hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xa em dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game đúng không? Không có mê game mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Có ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Coi. Ông làm như ông hay không biết. Mà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói sao. Tối ngày coi cái đó có ra tiền không? Trời, mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. À. Dạ, em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho chồng ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á. Đó, đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó là cái đó hay, cái đó tốt chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều khi á mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á. Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi tôi ngồi tôi lái xe cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe. Ừ biết rồi.
đó nữa. Cái chạy chút xíu nói chuyện gì đã, cái hồi quay lại cái nữa cái hai lần. Tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng anh chưa nghe em nói. Sao nghe được nghe chứ? Thì anh nghe anh phải anh mới trả lời chứ. Chứ phải ngồi đó nghe rồi nghe rồi nghe rồi vậy. Nói gì có nghe không vậy? Trời đất ơi. Ngồi kế bên hai người kế bên gì mà họ nói có nghe không vậy? Trời ơi, sao cái gì vậy nghe? Rồi còn cái tầng 6 gì nữa không nè? Sao ngủ hay gác? Trời ơi. Gác, phải gác. Có nào gác là được cổ không? Gác cao luôn, mà gác cao chứ gác thấp không chịu. Gác cao lên như nè, tới tới tuấn đây nè. Mà ngực, cái ngực của mình là thở. Mà bác cứ vậy thôi, nó không phải gác cao vậy đó. Trời ơi trời, chịu nổi không? Mà thôi chịu vợ, nhưng mà con cái bà ngủ mê rồi đẩy xuống. Chứ thở không được. Già lắm. Ông à, vợ ông mong vợ ông thay đổi gì? Mà càng nhà thì bớt lại. Giờ rồi hai người có tính muốn có baby không? Dạ muốn, muốn, muốn. Chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha, hiểu nhau đó. Và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui à. Qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên, một trọng nghĩa con. Hoặc là thanh trang con. Hoặc thanh trang con sẽ đến là... với gia đình. Hai vợ chồng này con trai cũng sẽ đẹp, bạn gái cũng sẽ đẹp. Đó. Dạ, hai vợ chồng cảm ơn chị. Cũng cảm ơn. Trọng Nghĩa cũng xin chúc chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn. À. Sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi, sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này cái em tranh thủ. Tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi nên là không biết nên là tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Sợ quá, mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ, nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày, mày không bắt máy? Thì em mới nói, dạ con đánh răng. Nên tao có dám nói gì đâu. Dạ, sau đó 2 tháng, thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba. Mẹ mà nói là, anh ơi về chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thì ba em mới nói là, cái sáng hôm đó đúng không? Ta biết lý do luôn rồi. Ba biết rồi đó, lỗi tại tôi mọi đàn á. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe những câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng này. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Kiều Hà Trang, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em hiện tại là kế toán tại Vinpearl Nha Trang. Ôi ôi. Ồ, vậy hả? Có nghĩa là mới từ Nha Trang vô đây luôn. Ừ. Dạ. Wow. À, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, mời em. Chào hai anh chị. Dạ, em tên là Lê Văn Hòa, nghề nghiệp hiện tại là kỹ sư công nghệ của nhà máy bia. Hòa năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em thì cũng bằng tuổi của vợ là 29 tuổi. 29 dạ. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu cho anh biết hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và lần đầu tiên em gặp anh ấy em có ấn tượng gì về anh không? Dạ lần đầu tiên em gặp chồng của em bây giờ là tại một đám giỗ của nhà dì em. Thì em là cháu của dì, còn anh là cháu của Dượng, thì giống như là cháu ông gặp cháu bà. Cháu ông gặp cháu bà, dạ. Đúng rồi. Thì trong suốt cái bữa ăn thì em cũng không để ý nhiều. Nhưng mà sau khi ăn xong thì anh họ của em có mời hai đứa là thôi đi uống cà phê. Thì trong cái bữa cà phê đó thì mới ngồi nói chuyện với nhau và xin số điện thoại của nhau. Thì ấn tượng ban đầu của em về chồng của em là một người rất là nhẹ nhàng, vui tính, cởi mở. Đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 24 tuổi. 24 tuổi dạ. Là 5 năm trước rồi. Dạ đúng rồi ạ. Wow. Còn em sao? Dạ, nói chung là tiếng của vợ em thì em biết từ lâu rồi. Nhưng mà đó là lần đầu tiên mới gặp mặt. Thì, nhưng mà gặp mặt rồi thì thấy sao? Thì hồi đó vợ em cũng khá là mi nhon, cũng nhìn rất là dễ thương. Em có nghe bên gia đình của mình quảng cáo gì về ảnh không? Dạ có, tại vì dì em thì hay nói về anh chồng em. Tại vì hồi đó là bọn em là cùng học một khóa, dì có hay nói ví dụ như thi chuyển cấp hoặc là thi đại học thì dì có hay nhắc đến là anh này học giỏi, ảnh là ảnh học đại học thành phố chứ không phải là học ở tại Nha Trang như em. Dạ. Tức là chồng giỏi đó đúng không? Chồng là một người giỏi, chắc là dạ. Cái đó cũng là một cái ấn tượng đối với em đúng không? Dạ. Sau đó em có chủ động coi như nhắn tin hay là gọi điện thoại gì cho cô gái này không? Nói đúng dạ. Là cua đó em. Do ấn tượng đầu tiên là khá là mạnh mẽ cho nên em chủ động tấn công vợ em luôn. Bằng cách nào? Dạ thì có số điện thoại rồi, ngày hôm sau là tụi em rủ đi uống cà phê. Dạ rồi tiếp sau đó nữa thì em có rủ vợ em tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Dạ đi học như vậy là chắc có
rất là nhiều thời gian để tiếp cận với nhau, đúng không? Yeah. Và càng ngày cái tình cảm nó càng khăng khít với nhau, đúng không em? Yeah. Mà vấn đề là học chung rồi có lo học không? Dạ, yeah. Học được một tuần xong bỏ học luôn. Thấy chưa? Tôi rành quá. Mới có động từ tôi quơ là nghĩ không học có rồi, đúng không? Yêu đương nó ngộ lắm. Nó cứ thắt thỏm rồi trái tim rồi đập rộn ràng lạc nhịp rồi không có vô được một cái tiếng nước ngoài nữa. Rồi lần đầu tiên em tỏ tình với cô bạn gái này là ở trong lớp học hay là ở đâu? Thì thành phố biển mà, cho nên vợ chồng em là hay đi ra biển. Tỏ tình ngoài biển. Dạ. Sao ảnh lãng mạn? Dạ, ngày hôm đó thì anh cũng có hẹn em là tối nay mình ra bờ biển để mà đi dạo nói chuyện. Thì em cũng không ngờ là anh đã chuẩn bị một cái bánh kem. Và ở trên đó thì có ghi là kỷ niệm một tháng quen nhau. Thì anh cũng dắt em ra biển, đặt bánh kem xuống thì anh có nói là ngày hôm nay là tròn một tháng mình quen nhau. Thì em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Wow. Rồi sao nữa? Dạ, thì lúc đó thì em cũng đồng ý. Rồi có lén hung tay, hung tay, hung chân, hung má gì không? Dạ, lúc đó thì chỉ nắm tay thôi ạ. Nắm tay rồi, không có thông dụng. Thơm một cái. Thường á là người ta mỗi lần mà tỏ tình kiểu đó là nắm tay nè, nhìn xoáy vào mắt nhau nè. Và có thể nếu mà đứa nào mà nhát á là sẽ là hung má thôi. Đúng đó. Cái buổi đó là không có hung. Chứ cái nụ hôn đầu tiên là cách cái ngày hôm đó là bao xa? Dạ, chắc cũng khoảng một tháng sau. Đó, thì, một tháng sau luôn hả? Dạ, thì cũng là hai vợ chồng đi chơi biển với nhau. Lúc đầu thì đi dạo dọc bờ biển. Bình thường thì anh lại kéo tay em lại. Thì em cũng hơi giật mình. Nhưng mà lúc sau thì anh chủ động anh hôn em. Sao hả? Cái nụ hôn đó chuẩn bị từ bao lâu? 2 tháng luôn. Coi như là ém lại trong 2 tháng luôn, đúng không? Thì mình cũng phải đi từng bước một. Cầm tay trước khi mà thấy đối phương không phản ứng gì là mình mới tiến tới hôn. Nhưng mà cái cảm nhận của cái nụ hôn đầu tiên phê. Mặn mà hôn ở trên biển mà phải mặn mòi. Coi như khi đó là không còn nghe được tiếng sóng biển luôn. Còn em thì sao? Em thì em cảm thấy có một chút xao xuyến thì cũng phê. Rồi như vậy là tình yêu chấm nở đó, chấm nở rồi nhau rồi. Dạ. Rồi có thường xuyên có những chuyến đi chơi xa để tận hưởng không? Dạ, thực ra thì cả gia đình em và gia đình chồng em đều là người Nha Trang, đều là có nhà ở Nha Trang. Mà mẹ em thì rất là hạn chế cái việc mà đi chơi xa. Lúc mà tròn một năm kỷ niệm ngày gặp nhau thì bọn em là có một cái cơ hội là được đi Vũng Tàu chung. Em thì là đi thăm ba em ở Vũng Tàu, tại vì ba em chuyển công tác ở Vũng Tàu. Còn chồng em thì là đi đám cưới một ông anh họ. Thì là cùng có một cơ hội là đều đi Vũng Tàu với nhau. Rồi là cơ hội trời cho. Rồi em kể tiếp đi. Sáng hôm đó coi như tụi em cũng đi xe từ buổi tối, xong rồi sáng hôm sau là tới phòng. Hồi đó là ba vợ em mới làm ở đây cho nên có phòng trọ thôi. Thì mới giao chìa khóa cho hai đứa. Thì tranh thủ. Thì ta giao chìa khóa phòng trọ còn hỏi rồi sao nữa. Ê, có nghĩa là tranh thủ lúc ba đi làm là sáng là dạ, của hai đứa đúng không? Tại vì á bình thường là ba em là 7 giờ mới đi làm, mà sao ngày hôm đó không biết làm sao thì lại gọi điện thoại cho hai đứa kêu là sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi, nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi, sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này cái em tranh thủ, tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi nên là không biết là đâu. Tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ, sợ quá mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ, nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày không bắt máy? Thì em mới nói, dạ con đánh răng. Nên tao có dám nói gì đâu. Dạ, sau đó 2 tháng thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba. Mẹ mà nói là, anh ơi về chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thì ba em mới nói là, cái sáng hôm đó đúng không? Ba biết lý do luôn rồi. Ba biết luôn rồi đó, lỗi tại tôi mọi đàn á, lỗi tại ba đó. Phải đâu, nhiều khi ba tạo điều kiện đó. Nhưng mà sau cái đêm đó là cách nhau 1 tháng 2 tháng là bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Ban đầu dự định vợ chồng em cuối năm khoảng tháng 11 mới cưới. Nhưng mà do có tin vui đó cho nên là lại đẩy cái kế hoạch lên sớm hơn. Và sau khi đám cưới thì là hai em là ở đâu? Dạ. Ở bên chồng hay bên vợ? Dạ, sau khi đám cưới xong thì em ở nhà chồng ạ. Cuộc sống nó có thuận hòa không? Dạ, thì thời gian đầu thì do khác biệt về suy nghĩ, về cách sống, rồi về cách cư xử. Tại vì em còn nhỏ, chuyển từ một cái môi trường khác nên là chưa có nhập gia tùy tục được. Nên là nó sẽ có không thể thoát khỏi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Trong khoảng 2 năm ở chung thì bọn em bắt đầu chuyển ra ở riêng.
Nhưng mà em mâu thuẫn là mâu thuẫn với mẹ hay với ba hay với chị hay với cô hay với gì? Dạ thực tế thì là anh chồng em không có ở chung với ba mẹ chồng mà ở chung với cô chồng. Em và cô lại không có hợp nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc đó em sao? Em rối dữ lắm đúng không? Dạ. Nói chung là mình đứng kẹp giữa hai người, nó không biết chọn, không biết xử lý sao á. Nói chung khi đó thì mình chỉ biết chạy ra ngoài thôi. Lúc đó thì không quyết định được. Thì chạy ra ngoài suy nghĩ thì mới quyết định là thôi thì đang nếu vậy vì hai vợ chồng mình xin ra ở riêng. Dạ. Vậy thì ra ở riêng trong lúc đó là hai vợ chồng và thêm đứa con. Dạ. Đúng không? Thì chắc chắn rằng là ra riêng tự lập là có vô vàn những khó khăn. Vừa khó khăn mà vừa nghĩa là vỡ hòa về nhau luôn đúng không? Đúng không? Bắt đầu cá tính bắt đầu mới xuất hiện. Dạ. Thì sau khi mà ra ở riêng á, tất nhiên là nó sẽ có xuất hiện những cái tật xấu. Nhưng mà đồng thời á, thì em cũng nhận ra rằng là nhờ có cái khoảng thời gian khó khăn trước đây, mà khi mà mình ra được ở riêng rồi á, thì em cảm giác là chồng em mang tính chất là tự lập hơn, giúp đỡ phụ việc cho vợ hoặc là chăm con. Thì những cái đó thì em cảm thấy nó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà đồng thời thì loài ra một số tính xấu. Ví dụ dạ, đúng rồi ạ. Anh rất là nghiện điện thoại, cực kỳ nghiện điện thoại. Một ngày có 24 giờ thì anh có thể là cầm điện thoại đến 15 tiếng. Bấm game hay là vô Facebook? Dạ cả hai. Có những khi mà đang nằm ngủ thì anh bật dậy, anh cũng cầm cái điện thoại lên, anh lướt cái xong rồi lại đi ngủ tiếp. Có chơi với con không? Dạ chơi với con thì chơi, nhưng mà ví dụ như con chạy lăng quăng thì ba cũng lại cầm cái điện thoại lên ba coi tiếp. Rồi nè, chồng em làm ở hãng bia. Dạ đúng vậy rồi. Vậy chồng em có mê bia không? Dạ anh rất là ghiền nhậu, cực kỳ ghiền nhậu luôn, nên là cái ghiền bia hay ghiền rượu? Dạ ghiền bia, tại vì anh làm bia, nhà máy bia. Cái đô của chồng em là nhiêu? Dạ chắc còn khoảng từ 12 đến 15 chai. Dạ. Ít dữ. Dữ à. Do công việc á, có mình được tăng cái khả năng lên, từ từ lên. Còn tật xấu gì không ạ? Ảnh ở dơ với lại lôi thôi luộm thuộm. Ví dụ như đi làm về cái đôi tóc đó, anh có thể anh vứt đó 3 ngày, 5 ngày. Em thì em cố tình em để đó luôn để cho anh tự xử. Nhưng mà không, anh không làm. Rốt cuộc em vẫn phải làm. Dạ. Rồi một cái tật xấu cuối cùng là ảnh tật xấu là về ngủ. Như người ta thì người ta hay ngáy, nhưng mà ảnh thì ảnh cứ rên rên trong cái cuốn họng á. Rên dạ, cứ rên. Tức là có nhiều người ngủ ngáy khác nha, mà ngủ rên là khác nữa, rồi còn nghiến răng là khác nữa, mỗi người mỗi tập. Dạ. Ảnh cứ ở trong cái cuốn họng á, rồi cảm giác rất là khó chịu. Em ghi âm lại á cho anh nghe. Dạ không, nhiều khi em bực quá em vẽ một phát cây miệng phải là anh tỉnh vậy. Đào nó luôn tỉnh mộng luôn á. Rồi có thường xuyên tập thể dục thể thao gì không? Ảnh làm biến tập thể dục lắm, nên là ảnh tăng, từ khi anh lấy em ảnh tăng 20kg. Mỗi lần cứ kêu là anh đi tập gym đây, nhưng mà chờ miết không thấy. Rồi bây giờ tới em đó Hòa, vợ em có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em thì ví dụ là lúc em đang trên đường đi làm, chưa kiểm tra điện thoại, cái lúc vừa lên nhà máy mở điện thoại ra thấy một list danh sách những việc vợ yêu cầu chồng làm sau khi đi làm về. Ví dụ như cái công việc nào? Dạ ví dụ như là đi chợ chẳng hạn, như vậy em kêu mua 7.000 bún chẳng hạn, nhưng mà em mua thường thì em hay mua nhiều hơn một xíu, tại vì cái bụng em cũng hơi nó, em mua 10.000 cái. Về vợ em nhìn vô á là biết liền, sau dành có 7.000 sau em là cằn nhằn đó, cằn nhằn liền đúng không? Rồi dọn dẹp nhà cửa thì tính em cũng hay bừa bộn, cho nên cứ khi nào đi ra là vợ có nhắn là thì phải đó. Nhưng mà chị hỏi nè, em viết như vậy nhưng mà chồng em có bao giờ làm hết cái danh sách mà em yêu cầu không? Dạ chị hay là được 70-80% thôi. Rồi vậy là hay lắm rồi. Quá một hay. Cái list bữa lớn mà làm 70-80 là quá hay rồi. Dạ. Chứ còn có những người á, viết em viết kệ em, ông không làm kệ ông. Vậy nhiều khi trả lời là quên quên đọc đó. Còn gì nữa nè, tật xấu gì nữa không? Tật xấu nữa là hay móc ruột em, móc ruột ví của em. À tại vì tính của em là bao nhiêu tiền trong ví là em hay gấp lộn xộn lại không để ý, nhưng mà đến khi mở ví ra mà thấy nó ngăn nắp từng tờ một là biết ngay có người móc ruột. Là có người móc ruột, rút mà, ruột đúng rút không? Ruột. Xong nhưng rồi mà có rút không? Dạ có, chắc có chứ. Công lao người ta sắp xếp gọn gàng, tiền nào ra tiền đó. Cho nên em không thích cái ví của em được gọn gàng, cứ thích nó lộn xộn tí, nhưng mà an toàn, nó an toàn hơn. Là còn gì nữa nè? Dạ lúc ngủ thì em thì thích ngủ một cách nhẹ nhàng, nhưng mà vợ em thì hay gác rồi ôm, mà những cái đó thì em lại không thích. Là em hay thường hất ra. Dạ còn một cái tật nữa là vợ em hay la mắng chồng con quá. Mà la mắng có khách không hay là không có khách, nhưng mà la mắng kín mới nguy hiểm anh. Ví dụ như vợ em hay la em về cái gì nhất?
chắc thì... là cái đôi vớ ông để vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Sao quan tâm lắm vậy nè, đúng không? Dạ cũng cờ đó. Sao cầm điện thoại hoài vậy? Sao không cầm tay tôi? Nhiều lần còn bắt con cầm điện thoại của ba quăng vào xô nước. Trời ơi. Rồi bây giờ Hòa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ vợ em thay đổi là thứ nhất là bớt la mắng chồng con đi. Thì bây giờ ở gọn gàng xíu đi, người ta không la đúng không? Buông điện thoại rồi ra. Rồi bớt nghiền điện thoại đi thì người ta không la đúng không? Bây giờ em mong muốn Hòa thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn ảnh là bớt cầm điện thoại lại. Tại vì con nó cũng lớn rồi, mình cũng cần phải dạy nó học. Thì trong thời gian dạy nó học thì không thể nào mà vừa cầm điện thoại nó không nghe. Rồi ảnh bớt nhậu lại. Mặc dù là anh có sức khỏe thật nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt. Hiện tại thì em thấy là cuộc sống của em, bọn em bây giờ thì ảnh đã rất là chu toàn rồi. Mong anh rồi cứ phát huy thêm. Thực ra bây giờ người ta làm hãng bia cho nên người ta cũng không thể nào người ta không nhậu được. Nhưng mà em chỉ nói nghe nè, nếu mà bia mà mình đúng uống mà đúng liều lượng là rất tốt luôn á. Nhưng mà uống quá thì là cái gì cũng vậy đó, cái gì quá đều là không tốt hết trơn á. Cảm ơn hai vợ chồng em là từ Khánh Hòa vào đây tham gia Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng đến một phần rất là hấp dẫn nghe, bốc thăm may mắn đó. Mời hai em đến với phần hấp dẫn này.